Hôm qua, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã có buổi làm việc với các đơn vị ngành và địa phương liên quan nhằm tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả xác nhận nguồn gốc tại phường Phước Tân và Tam Phước có dự án đi qua đạt gần 96%. Hiện vẫn còn 171 thửa đất đang tiếp tục xác nhận và thẩm tra nguồn gốc đất. Đã duyệt phương án bồi thường 5 đợt với 272 thửa đất với tổng kinh phí 287 tỷ đồng. Đến nay, tổng diện tích bàn giao mặt bằng trên thực địa để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thành phố Biên Hòa là hơn 20 hectare, đạt 35%, và hơn 32% diện tích của các hộ đã nhận tiền bồi thường chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Để tháo gỡ những khó khăn, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam yêu cầu Đảng ủy phường Phước Tân và Tam Phước kiện toàn tổ tuyên truyền vận động đến tận khu phố nhằm truyền vận động giải thích rõ ràng đến tận người dân bị thu hồi đất về giá đất, vị trí đất, chính sách tái định cư để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đối với các phòng ban ngành của thành phố và ban quản lý bồi thường Đồng Nai cần sự phối hợp nhịp nhàng để giải quyết các vướng mắc về lịch ranh, tài sản trên đất, tránh tình trạng làm hồ sơ trình thẩm tra trả qua trả lại nhiều lần. Đối với những đoạn được bàn giao mặt bằng, đề nghị ban quản lý dự án đầu tư tỉnh Đồng Nai phải tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt.